Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, giá thức ăn chăn nuôi đã liên tục tăng mạnh, đưa mặt hàng này thiết lập kỷ lục nằm trong nhóm hàng có đà tăng giá nhiều nhất. Có một con số thống kê như quý vị thấy trong gần 2 năm trở lại đây, thức ăn chăn nuôi đã tăng giá liên tiếp khoảng 13 lần, mỗi đợt tăng từ 200 đến 350 đồng một ký. Để giảm nhiệt đà tăng giá của mặt hàng này, tôi nhớ là vào cuối năm 2021, chính phủ đã quyết định giảm thuế nhập khẩu một số nguyên liệu để hỗ trợ người chăn nuôi. Tuy nhiên, chỉ thời gian ngắn từ đầu năm 2022, giá thức ăn chăn nuôi lại tiếp tục leo thang, khiến người chăn nuôi rơi vào tình cảnh khó khăn chưa từng có. Vừa thu hoạch xong lứa heo 10 con khoảng 1,2 tấn bán với giá 53.000 đồng một ký, nhưng bà Nguyễn Thị Phỉ không hề phấn khởi. Sau khi trừ chi phí thức ăn con giống và công chăm sóc, tính ra lứa heo này bà Phỉ phá huệ. Chưa hết ngào ngán, bà lại nhận thông báo giá thức ăn chăn nuôi heo đồng loạt tăng 30.000 đồng mỗi bao 25kg, khiến gia đình e dè khi tái đàn mới. Gặp khó cái nuôi mà giá thịt heo hơi ra không có lời thì người nông dân lỗ luôn đó. Mình người chăn nuôi lỗ đó, bị gì bao nhiêu thức ăn nó lên giá mà mình không có quyền được đòi cái giá. Tại vì thức ăn thì người ta lời nhiều chức trên tay mình rồi. Rồi mình cứ chờ cái giá, mà nếu được giá thì người nông dân mới có lời, mà không được giá thì người nông dân lỗ. Thì thành ra nuôi toàn là thức ăn người ta lời thôi. Mình chỉ cái làm công ra không, lấy vốn lời nhiều khi chưa đủ. Nếu như là mua con giống là lỗ. Theo hộ chăn nuôi heo, để nuôi một con heo đạt 100kg, phải mất thời gian chăm sóc khoảng trên dưới 4 tháng, tốn 8 bao thức ăn. Nếu trước đây thức ăn ở mức 250 đến 300.000 đồng một bao, con giống ở mức 500 đến 600.000 đồng một con, người nuôi heo vẫn còn kiếm ăn được. Trong khi hiện tại giá heo giống ở mức 1 triệu đồng một con, giá thức ăn dao động ở mức 520.000 đến 570.000 đồng một bao 25kg thì phải tốn hơn 5 triệu đồng để heo đạt trọng lượng 100kg. Chưa tính đến yếu tố rủi ro do dịch bệnh, nếu quá trình nuôi không may dịch bệnh phát sinh thì coi như mất trắng. Lúc đầu nuôi ít á, thì thấy nó đạt rồi nuôi rồi dần lên mới đầu nuôi con nái, sau nuôi hai con, rồi sau lên năm sáu con á, thấy đạt mới xây dựng chuồng trại lên nè, xây dựng trại nuôi 22 con heo nái, tới nó bị sự cố. Để kéo giảm chi phí, nhiều hộ nuôi heo đã áp dụng các biện pháp như cho ăn độn các loại rau củ thức ăn thừa hay nấu rượu lấy hèm cho heo ăn. Luyến tiếc vì đã gắn bó với nghề gần nửa đời người, bà Phạm Ngọc Sa không nỡ treo chuồng nên đã chủ động học hỏi nghề nấu rượu để lấy hèm nuôi heo. Tuy nhiên, những cách làm này ít nhiều tiềm ẩn rủi ro dịch bệnh. Thức ăn nó mắc quá không có lời, rồi heo cái giá này nữa, heo cái giá này quá thấp rồi, nó thức ăn nó mắc quá không có lời. Mới nó thêm hèm, mình bán rượu cho người ta rồi mình té hèm đó, có nấu có thì hèm cho ăn thôi. Còn mới đẻ, tập cho ăn thì cho ăn khô, rồi tới nó lớn lên mới đổ nước, rồi cám hèm vô chung, biển thức ăn sụp quá, nó rẻ nữa thì nuôi thức ăn không được, mà không có thức ăn lên vậy là không có hèm luôn, không có lời. Theo tính toán của các hộ chăn nuôi, chi phí thức ăn chăn nuôi chiếm tới 70% giá thành chăn nuôi heo tại nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Ngoài các giải pháp để tự cứu lấy mình, người chăn nuôi đang mong chờ những động thái từ ngành chức năng để giúp họ bớt gánh nặng. Bởi nếu giá thức ăn chăn nuôi còn duy trì ở mức cao như hiện nay, thì tình trạng phơi chuồng sẽ diễn ra phổ biến, ảnh hưởng lâu dài tới thị trường thực phẩm trên cả nước.